kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hàng không đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ. Xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão số 3. Tổ chức trung thu cho trẻ em thời điểm bão lũ. Doanh nghiệp thay đổi xu hướng tuyển dụng cuối năm. Thưa quý vị, từ ngày 11 tháng 9, ngành đường sắt và các hãng hàng không trong nước vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ người dân các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Các nhà ga tập kết hàng hóa bao gồm Sài Gòn, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội. Hãng Vietnam Airlines thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ trên các chuyến bay do Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khai thác. Hàng hóa được miễn phí cước, phụ thu nhiên liệu và phí liên quan được đặt giữ tải ưu tiên trên các chuyến bay đến Nội Bài, Cát Bi, Hải Phòng, Vinh, Nghệ An, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vân Đồn, Quảng Ninh và Điện Biên. Bamboo Airways cũng nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9 trên các chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Quy Nhơn, Đà Lạt đến Hà Nội. Hãng khuyến cáo hàng hóa cần được đóng gói theo kiện có bao bì chắc chắn, mỗi kiện không quá 40kg và mỗi lô hàng không quá 500kg. Chương trình được áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện. Các tổ chức cá nhân có thể liên quan qua các cơ quan, tổ chức nêu trên để được miễn cước vận chuyển. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã yêu cầu các lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường bám sát diễn biến của thị trường, kịp thời tổng hợp, báo cáo về tình hình biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là những mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp do bão Yagi gây ra. Phối hợp với các lực lượng chức năng, tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường, có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do ảnh hưởng của bão Yagi và diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính. Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin công khai về nguyên nhân, hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thiên tai hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời. Bám sát diễn biến của thị trường trong nước, đặc biệt là những mặt hàng vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa, phục hồi sau bão Yagi. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường để đảm bảo ổn định thị trường và cung cầu hàng hóa. Thưa quý vị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu năm 2024 phù hợp trên cơ sở đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, đặc biệt là ở những nơi bị ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, thiên tai sau bão. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc tổ chức Tết Trung Thu năm 2024 cho trẻ em. Theo đó, trước bối cảnh khu vực Bắc Bộ đang tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, các địa phương cần quan tâm chăm lo tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu năm 2024 cho các cháu một cách phù hợp trên cơ sở đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực chất, không phô trương, hình thức, đặc biệt là ở những nơi bị ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, thiên tai sau bão. Tuyệt đối không tổ chức sự kiện tập trung đông trẻ em và đông người, không an toàn tại nơi tổ chức sự kiện và trên đường di chuyển do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Thay vào đó, có thể tổ chức trực tuyến, trên truyền hình và gửi quà đến các cháu nếu có điều kiện. Chương trình hoạt động sự kiện lễ hội Trung Thu cần rút gọn, giảm các tiết mục văn nghệ. Ưu tiên tặng quà Trung Thu đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Ngoài ra, nhân dịp các hoạt động Trung Thu năm 2024 cần tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cho trẻ em. Thưa quý vị, trong tháng 9 năm 2024, dự báo thị trường lao động Hà Nội có một số ngành tuyển dụng lao động tiếp tục tăng cao như hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội ước tính trong tháng 8, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.632 chỉ tiêu. Kết quả khảo sát của 24.641 việc làm trống của 2.269 doanh nghiệp cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung vào các nhóm ngành bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ, tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, giáo dục và đào tạo. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ở vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng, nhân viên trợ lý văn phòng. Kết quả cũng cho thấy, trong số 4.063 hồ sơ người tìm việc, trình độ chuyên môn của lao động tập trung chủ yếu ở nhóm chưa qua đào tạo, chiếm trên 39%. Tiếp đến là trình độ đại học trở lên, chiếm hơn 32%. Mức lương người lao động mong muốn chủ yếu là từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, chiếm 84,49%. Từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng, chiếm 8,97%. Người lao động tìm kiếm việc làm chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi từ 25 đến 34 tuổi, tiếp đến là nhóm từ 35 tuổi trở lên và cuối cùng là từ 15 đến 24 tuổi. Trước nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và mong muốn tìm việc của người lao động, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 18.000 người. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm. Đã có 1.672 lao động được nhận hồ sơ tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch việc làm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!